giám sát trạng thái mất cổng điện, mất cổng quang hoặc là mất nguồn kết nối thông qua cổng relay như thế nào? Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn ứng dụng mà sử dụng trong những switch loại không quản lý. Thì trên bàn mình có hai dòng switch. Switch ở đây có 4 cổng điện và một cổng quang loại multimode. Và switch dòng bên này cũng y chang như vậy, 4 cổng điện và một cổng quang loại multimode. Multimode thì kéo dưới 5 km nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ nói là cái sự giống nhau trước. Cả hai loại này đều sử dụng trong môi trường công nghiệp đinh rail. Và cái nguồn của nó là nguồn kép, số cổng tốc độ 10-100, cả quang và cả điện. Và cái sự khác nhau chỗ nào? Thì đối với cái dòng bên này nó lớn hơn, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một tính năng gọi là báo mất bọt có relay riêng. Thì trong trường hợp này mình sẽ giả lập là mình đang kết nối cáp quang hai bộ này đúng không? Thì mình sẽ bật cái switch trên này, cái terminal ngay chỗ này là bọt 5 tương ứng với cái cổng này. Thì khi mất cái một trong hai cái lõi quang này thì nó sẽ báo cái relay chỗ này. Thì lúc này nó sẽ có một cái đèn, có thể là đèn tháp hoặc là có thể là một cái loa. Thì chỗ này mình giả lập một cái đèn này ha. Mình sẽ rút ra và nó sẽ có cái trạng thái thay đổi chỗ này. Thì các bạn sẽ theo dõi nha. Nhớ là chỉ có bộ này thôi, còn bộ này sẽ không hỗ trợ. Mình sẽ rút ra ngay bây giờ. Đấy, thì các bạn thấy được đây là cái sự thay đổi của nó. Thì nếu như mà chúng ta khắc phục xong cái sự cố cáp quang, chúng ta gắn lại thì cái tín hiệu này nó mất. Đồng nghĩa với việc là kỹ sư tại hiện trường hoặc là kỹ thuật tại hiện trường có thể nắm bắt được cái trạng thái kết nối tại cổng đó. Thì nó sẽ áp dụng cái switch này, nó có 5 cổng, nó tương ứng cổng số 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là số 5. Thì mình khi mà mình bật lấy switch lên hết 5 cổng thì nó sẽ có cái hỗ trợ chức năng này nha. Nhưng mà chú ý là khi nguồn đối với bộ này sẽ là nguồn kép, một nguồn chính và một nguồn binh phụ dự phòng, thì các bạn phải cấp đủ hai nguồn, mất một trong hai nguồn nó sẽ cũng sẽ báo alarm dành cho các bạn nha. Đó là cái điều kiện mà để hoạt động cái cổng relay này. Nếu như các bạn chỉ cấp một nguồn thôi thì các bạn bật cái relay này lên thì nó sẽ không có tác dụng gì hết. Các bạn phải cấp hai nguồn tại vì nó là nguồn kép ha. Thì đó là cái chức năng dành cho cái dòng sản phẩm này. Các bạn có thể tham khảo mã EDS 305 series trở lên nha. Còn với dòng EDS 205A series này thì chúng ta sẽ không hỗ trợ được cái cổng relay đó. Thì đây là cái ứng dụng mà mình muốn chia sẻ đặc biệt cho các anh em sử dụng những switch công nghiệp loại không quản lý. Thì suy nghĩ của các bạn về cái giải pháp này như thế nào ha, hãy để lại comment bên dưới.